Phật tử hỏi: khi sái tịnh thì quý thầy bắt ấn gì và viết chữ gì vào trong ly nước? Thì khi sái tịnh, quý thầy thường hay bắt ấn Cát Tường, còn gọi là Kiết Tường, còn gọi là Quan Âm. Cái nghĩa của Cát Tường đó là hạnh phúc, là may mắn, là an lạc và viên mãn. Bắt cái ấn này, viết cái chữ án hoặc là án lam vào trong ly nước. Lúc đó quý thầy dùng định lực của mình đặt hết tâm tư của mình vào trong ly nước để quán tưởng chữ án hoặc chữ lam đang hiện hữu trong ly nước, và nó tỏ ánh hào quang sáng như vầng mặt trời. Bởi vì sái tịnh tức là chúng ta đang dùng nước này để tẩy trần, để rửa sạch tất cả mọi cấu uế, mọi nghiệp lực của chúng sinh. Tất cả những nơi, những vật mà được rải lên đó, thì những cấu uế của nghiệp lực trong vô hình, hay là những chúng sinh trong vô hình mà nhận được cái giọt nước này, họ sẽ được ân hưởng cái ân đức từ từ lực, định lực của câu chú, của cái việc định tâm mà vị sám chủ đàn tràng đã thực hiện. Nghi thức này thường có mặt ở trong Phật giáo Bát Truyền và Mật Tông Tây Tạng của chúng ta. Khi quý thầy dùng định lực để quán tưởng vào ly nước, viết lên đó chữ án lam và quán tưởng chữ án hoặc chữ lam cho nó hiện hữu tròn đầy, tức là lúc đó thân quý thầy đang tịnh mật nhờ cách bắt ấn, khẩu quý thầy đang tịnh mật nhờ đang trì niệm thần chú, và tâm của quý thầy đang tịnh mật nhờ cái định lực đang chú tâm chuyên nhất vào trong ly nước. Ly nước này sẽ trở thành cam lồ, thứ nhất là nhờ vào cái định lực của vị sám chủ và chư tôn đức đang hiện diện tại đạn tràng gia trì. Thứ hai là nhờ vào từ lực, vào thệ nguyện của Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát mà ly nước hóa thành cam lồ để rửa sạch tất cả mọi cấu uế trần lỵ của chúng sinh. Thầy thường nghe những bậc tôn đức dạy rằng nước trong ly sái tịnh, khi mà chúng ta rải trên một phần, hoặc là chúng ta rải vào một nơi nào đó mà có chúng sinh trong vô hình, họ đang hiện diện, họ đang tồn tại ở đó, nước mà rải đến thân họ, thì nhờ cái nước này mà họ được tái sanh về cảnh giới an lành. Đây thì không có cái gì để làm chứng, nhưng thầy nghe quý ngài dạy và thầy có thể chia sẻ lại với các vị. Rồi, cái cách thứ hai mà ngoài cái việc sái tịnh ra, chúng ta có thể làm cũng như một phương thức sái tịnh, đó là dùng cát để tán xa. Tức là chúng ta tìm một loại cát đem về rửa rất nhiều nước, rửa cho nó sạch. Mà thường chúng ta sẽ lấy cát trắng, rồi rửa sạch đem phơi khô. Chúng ta để ở trong phòng, trong tịnh thất, hoặc là để ở trên chánh điện, để khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta gia trì cái thần lực, cái định lực của mình vào trong đấy. Cát này lâu ngày nó ân hưởng lời kinh, ân hưởng tiếng pháp. Rồi thường chúng ta sẽ lấy cát đó để rải khắp nơi. Có một số chư tôn đức, quý ngài gia trì định lực vào trong cát, rồi đem vào những cái nghĩa trang, rồi các ngài rải, mong với tâm niệm rằng mong cho chúng sinh được hưởng cái từ lực để được siêu thoát. Dù sái tịnh hay là các tán xa, dù bắt ấn hay trì bất kỳ câu chú nào, thì nó cũng có cái công năng riêng biệt của nó. Nhưng mục đích chung là ta đang vận dụng định lực của mình để dùng tâm từ của mình ban khắp cho chúng sinh trong vô hình được nương nhờ cái ân đức này mà được siêu thoát. Như vậy thì mục đích của việc làm cuối cùng dẫn đến đó là mượn lòng từ bi của ta gửi đến cho những chúng sinh, mong chúng sinh được siêu thoát. Vì khi sái tịnh hay tán xa,
tức là đang tẩy uế để làm cho đàn tràng được thanh tịnh, làm cho tất cả những chư vị hương linh trong vô hình được thừa hưởng ân đức từ lực của Tam Bảo mà được siêu thoát. Đó là ý nghĩa mà thầy nói đôi chút, còn các vị có thể tìm hiểu thêm, và thầy hướng dẫn các vị có thể nghe những bài giảng của Thượng Tọa Định Thành, tức là Thượng Tọa Thích Lệ Trang, thì sẽ tìm hiểu được nhiều thứ hơn. Thầy xin chân thành cảm ơn.